tay chân lạnh quanh năm, khó sống thọ. Ai biết điều này mới trường thọ. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với bờ tỉnh thức trong chuyên mục lời khuyên sức khỏe. Có rất nhiều người đã đặt câu hỏi thắc mắc rằng vì sao quanh năm chân tay họ không lúc nào ấm. Nhất là vào mùa đông, nhiều người quấn áo khoác dày và cầm cốc giữ nhiệt trên tay, nhưng tay chân vẫn có cảm giác như bị ngâm trong nước lạnh. Thậm chí có người còn bị cướp, giống như sốt rét. Vậy tại sao tay chân nhiều người lại bị lạnh vào mùa đông? Vâng, một số người lạnh tay chân là do thể chất có vấn đề. Y học cổ truyền cho rằng lá lách là nguồn gốc của sinh hóa khí và máu. Khi lá lách suy yếu sẽ dẫn đến khí huyết yếu, dẫn đến tuần hoàn máu kém và lượng máu không đủ bơm đến những vùng xa tim nhất, đó là hai bàn tay bàn chân. Từ đó sẽ dẫn đến bệnh tay chân lạnh quanh năm. Vậy thì đối với bệnh tay chân lạnh lâu ngày hay bị lạnh quanh năm, làm sao để biết rõ căn nguyên mà điều trị tận gốc? Quý vị và các bạn thân mến, hãy cùng bờ tỉnh thức đi tìm hiểu sự thật. Tay chân lạnh quanh năm, khó sống thọ. Ai biết điều này mới sống thọ. Sau khi xem hết video, quý vị sẽ biết phải làm gì để khiến tay chân ấm lên, nâng cao sức khỏe và sống cực thọ. Dân, y học cổ truyền cho rằng tay chân lạnh phần lớn là do khí huyết không đủ và âm dương mất cân bằng quá lâu. Tuy nhiên, các độ tuổi và giới tính khác nhau sẽ có những lý do khác nhau đằng sau chúng. Cho nên việc điều trị cần phải căn cứ vào đó để cách điều trị tốt nhất. Thứ nhất là đối với nam giới và người già thì bệnh chân tay lạnh là do thiếu năng lượng dương và không đủ hỏa lực. Chứng lạnh tay chân ở nam giới phần lớn là do dương khí thiếu hụt. Nếu dương khí không thể chạm tới tứ chi, sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau nhức, yếu ở thắt lưng và đầu gối, đi ngoài phân lỏng. Nếu nam giới béo phì, không có thói quen tập thể dục hoặc mắc các bệnh như huyết áp cao, mỡ máu cao, lượng đường trong máu cao thì thường bị lạnh tay chân do máu lưu thông kém. Lạnh tay chân ở người già cũng thuộc bệnh dương yếu và nguyên nhân là do hỏa lực không đủ. Vậy thì nam giới và người già nên làm thế nào để khắc phục? Xin thưa, nên điều tiết để bổ sung dương thiếu. Để điều chỉnh dương khí thiếu hụt, bạn có thể ăn nhiều thực phẩm có tính ấm như hạt tiêu, thịt cừu, gừng, tỏi tây. Đồng thời, bạn cũng nên uống ít trà xanh hoặc đồ uống lạnh. Bên cạnh đó, hãy tuân thủ thời gian nghỉ trưa 20 phút mỗi ngày. Nên ra ngoài tiếp xúc nhiều ánh nắng mặt trời, tập thể dục ngoài trời thích hợp và duy trì thái độ tích cực, lạc quan. Điều này có thể giúp bổ sung năng lượng dương và giúp cơ thể dần khỏe mạnh. Thứ hai là trẻ em chân tay lạnh cần bổ tỳ dị. Nói chung, bệnh lạnh tay chân ở trẻ em có hai loại. Một là lạnh tay chân do sốt cao, chỉ cần hạ nhiệt là hết. Hai là lạnh tay chân do ăn uống trì trệ. Đối với tình huống thứ hai, nên chú ý đến việc tiêu hóa và nuôi dưỡng tỳ dị. Cho ai chưa biết thì tỳ là lá lách và dị là dạ dày. Bạn nên cho trẻ ăn những thực phẩm dễ tiêu hóa hơn như một ít khoai mỡ hấp, dùng hạt sen, hạt go gon, đậu lăng trắng và các nguyên liệu khác có tác dụng bồi bổ tỳ dị. Dùng những thực phẩm này nấu cháo hoặc canh cho con ăn hợp lý sẽ giúp tỳ dị tốt lên và hệ tiêu hóa sẽ tốt trở lại. Thứ ba, phụ nữ chân tay lạnh là do khí huyết thiếu hụt. Lạnh tay chân ở phụ nữ phần lớn là do khí huyết thiếu hụt. Y học cổ truyền cho rằng phụ nữ cần tiêu thụ nhiều máu hơn nam giới, chẳng hạn như kinh nguyệt và sinh nở. Vào mùa hè, khi nhiệt độ cao và dương khí mạnh, cơ thể vẫn có thể duy trì nên khí huyết lưu thông tốt. Khi nhiệt độ xuống thấp vào mùa thu đông,
máu có xu hướng ứ động khi gặp lạnh. Máu không thể lưu thông đến những nơi xa nhất như bàn tay, bàn chân. Từ đó, dễ xuất hiện triệu chứng lạnh bàn tay, bàn chân. Đồng thời, những phụ nữ như vậy thường kèm theo các vấn đề như rụng tóc, nám, kinh nguyệt ít hoặc đau bụng kinh. Ngoài ra, quá trình trao đổi chất chậm hơn sẽ tạo ra ít nhiệt hơn, cũng có thể khiến phụ nữ bị lạnh. Bạn nên biết rằng lạnh tay chân cũng có thể là một bệnh, và phụ nữ dễ bị lạnh tay chân hơn đàn ông. Một số người hay bị lạnh tay chân vào mùa đông, và nguyên nhân này liên quan nhiều đến tim và mạch máu. Do máu được tim bơm ra và mang oxy đi khắp cơ thể, chỉ sau khi đường bị oxy hóa mới có thể hoạt động nhiệt sinh ra, giúp tay chân luôn ấm. Nhưng một khi hệ thống tim mạch bị rối loạn chức năng như suy tim hoặc thiếu máu, sẽ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông và vận chuyển máu, dẫn đến tay chân lạnh. Theo y học cổ truyền, lạnh tay chân là do dương thiếu và hội chứng tắc nghẽn, và đó cũng do ảnh hưởng bởi các yếu tố như thời tiết lạnh, cơ thể lạnh hoặc tĩnh mạch gan lạnh. Gan tạo máu suy yếu, công năng bị ảnh hưởng, dẫn đến thận dương không đủ, chân tay lạnh, tay chân đỏ hoặc trắng và thậm chí đau nhức. Tỳ là nguồn gốc của sinh hóa khí và máu. Nếu lá lách bị suy yếu, sự lưu thông khí huyết sẽ không bình thường, dẫn đến lưu thông máu ngoại di kém và khả năng chống lạnh kém. Vậy vì sao phụ nữ dễ bị lạnh tay chân hơn? Xin thưa, sự thay đổi nội tiết do kinh nguyệt và sinh nở có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây co mạch dưới da và giảm lưu lượng máu. Từ đó, gây ra hội chứng cảm lạnh, vì cơ bắp cũng có thể tạo ra nhiệt, mà phụ nữ có ít cơ bắp hơn nam giới nên ít có khả năng sinh nhiệt hơn. Nhiệt lượng vốn có thể theo máu truyền đến tay chân, nhưng do tay chân nằm ở cuối các chi nên chưa kịp truyền đi thì đã bị nguội lạnh đi. Hơn nữa, khi toàn thân cảm thấy lạnh, nếu quá nhiều máu được đưa đến tay chân sẽ chảy ngược về tim sau khi được làm mát. Do đó, cơ thể sẽ không chỉ thị tim gửi truyền một lượng máu lớn đến tay và chân nữa. Từ đó, các mao mạch ở tay chân sẽ co lại và gầy đi. Bằng cách này, nhiệt sinh ra ở trung tâm cơ thể, khó truyền đến tay chân hơn, nên tay chân bạn luôn bị lạnh. Vâng, lạnh tay chân vào mùa đông là vấn đề của nhiều người, mà nguyên nhân chủ yếu thường là do vấn đề về tuần hoàn máu. Trước khi đi tìm hiểu phương pháp cải thiện, chúng ta cần biết 7 nguyên nhân cụ thể thường gặp gây ra tình trạng lạnh tay chân. Nguyên nhân thứ nhất, mùa đông gây lạnh tay chân. Đây là một nguyên nhân thường gặp. Khi cái lạnh mùa đông ập đến, các mạch máu ngoại biên sẽ co lại, nên chỉ ưu tiên duy trì lưu thông máu để giữ ấm ở các cơ quan quan trọng như tim, não, thận. Điều này sẽ gây ra những thay đổi trong tuần hoàn máu ở tay chân và gây ra tình trạng lạnh tứ chi. Nguyên nhân thứ hai, hút thuốc lá lâu ngày gây lạnh tay chân. Sự thật là nicotine trong thuốc lá là chất kích thích có tác dụng co mạch. Nghiên cứu cho thấy lưu lượng máu đến da ngón tay của người hút thuốc bị giảm và mạch máu bị thu hẹp, dẫn đến tay chân lạnh. Nguyên nhân 3, bệnh tim mạch gây lạnh tay chân. Khi các mạch máu nhỏ của tim bị tắc nghẽn lâu ngày sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch từ tức ngực, đau ngực, giảm trí nhớ đến nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, teo não, mất trí nhớ và thậm chí là đột quỵ. Vì vậy, những người mắc các bệnh về tim mạch, chẳng hạn như ba bệnh cao huyết áp, tăng lipid máu và tăng đường huyết, hoặc nếu bạn có các triệu chứng sau đây, hãy đi khám càng sớm càng tốt để phòng ngừa ngay lập tức. Triệu chứng bệnh tim mạch đó là tức ngực, đau ngực, đánh trống ngực, đau thắt ngực, khó thở. Tôi mong là bạn không có những dấu hiệu này. Nguyên nhân thứ tư, bệnh tiểu đường
gây lạnh tay chân. Lượng đường trong máu cao ở những người mắc bệnh tiểu đường có thể hình thành các chất béo tích tụ. Theo thời gian, chúng có thể thu hẹp và làm xơ cứng mạch máu, làm giảm lưu lượng máu. Vì tình trạng suy giảm tuần hoàn máu không dễ phát hiện ra, nên nếu xảy ra các tình trạng sau, bạn nên lưu ý và tìm cách điều trị y tế càng sớm càng tốt. Từ đó, có thể tránh các biến chứng nghiêm trọng, chẳng hạn như các cục chi. Dấu hiệu và triệu chứng bệnh tiểu đường là tay chân lạnh, mất lông ở chân hoặc bàn chân, vết thương chậm lành, cảm thấy tê hoặc ngứa ran ở tay và chân. Xuất hiện đốm nâu nhạt ở chân, móng tay chuyển sang màu vàng và dễ gãy mà khó cắt, và da khô hoặc nứt nẻ, đặc biệt là ở bàn chân. Nguyên nhân thứ 5, bệnh Raynaud's gây lạnh tay chân. Bệnh Raynaud's là một bệnh phổ biến khiến tay chân có cảm giác lạnh. Bệnh thường xảy ra khi bạn đang bị căng thẳng quá mức, cảm xúc thất thường hoặc đột nhiên tiếp xúc với môi trường lạnh giá. Bệnh có thể kéo dài từ vài phút đến một giờ. Các triệu chứng từ nhẹ đến nặng và các đợt tấn công thường xuyên hoặc lâu dài có thể dẫn đến loét da và thậm chí biến dạng bàn tay. Triệu chứng của bệnh Raynaud's đó là tay chân lạnh, ngứa ran và đau ở tay và chân, thay đổi màu da nhanh chóng, thường xen kẽ giữa đỏ, xanh và trắng. Nguyên nhân thứ 6, thiếu máu gây lạnh tay chân. Nếu lượng sắt trong chế độ ăn uống của bạn quá thấp, nguy cơ thiếu máu cũng tăng lên. Thiếu máu nghĩa là cơ thể không có đủ tế bào hồng cầu khỏe mạnh, khiến oxy khó đến được tay chân, khiến tay chân cảm thấy lạnh. Nếu bạn có các triệu chứng thiếu máu nghiêm trọng, hãy đi khám ngay lập tức. Triệu chứng bao gồm thiếu máu, chóng mặt, đánh trống ngực, ngất, tay chân lạnh, hụt hơi, mệt mỏi hoặc yếu đuối, bất lực, da nhợt nhạt hoặc tái nhợt. Nguyên nhân thứ 7, suy giáp gây lạnh tay chân. Suy giáp là tình trạng tuyến giáp không sản xuất đủ hormone, khiến quá trình trao đổi chất chậm lại. Từ đó, làm tăng độ nhạy cảm của cơ thể với sự thay đổi nhiệt độ, nên tay chân có xu hướng lạnh hơn bình thường. Đừng bỏ qua các triệu chứng của bệnh suy giáp, vì nếu trầm trọng hơn, có thể dẫn đến huyết áp và nhiệt độ cơ thể cực thấp, hoặc thậm chí hôn mê đe mà dọa tính mạng. Triệu chứng suy giáp bao gồm tay chân lạnh, vấn đề táo bón, mệt mỏi tăng lên, tăng cân, trầm cảm, khó tập trung, không thể phát huy sức mạnh của mình hay bất lực, và thay đổi về tóc và da như rụng tóc nhiều và khô da. Quý vị và các bạn thân mến, dù chân tay bạn có lạnh vào mùa đông, tôi cũng hy vọng bạn không có những dấu hiệu nguy hiểm trên. Nếu bạn là người lạnh tay chân, tôi có 5 điều kiêng kỵ dành cho bạn. Nhất, phụ nữ có khí huyết và tuần hoàn máu chậm nên cân nhắc việc điều hòa nó thông qua tập thể dục hoặc ăn các thực phẩm thúc đẩy khí huyết. Bạn cũng nên cẩn thận khi uống thuốc bổ sung một cách mù quáng nếu không có thể phản tác dụng. Kiêng kỵ thứ nhất, tránh ăn cay. Nhiều người lựa chọn ăn cay trong mùa đông để giúp làm ấm cơ thể. Tuy nhiên, ăn nhiều đồ cay trong mùa này, nhất là với người miền Bắc, không những không xua tan được cái lạnh mà còn khiến cơ thể bị cạn kiệt nước. Các loại gia vị cay nóng như ớt, tiêu, sa tế, mù tạt, tỏi có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu. Theo logic mà nói thì nên dùng để trừ cảm. Tuy nhiên, đồ ăn cay lại rất có hại cho đường tiêu hóa. Y học cổ truyền cho rằng tỳ chi phối cơ bắp và tứ chi. Người yếu tay chân lạnh nên tỳ vị công năng nói chung không tốt lắm. Nếu ăn ớt để xua tan cái lạnh thì giống như phá bỏ bức tường phía đông để xây tường phía tây. Tôi không khuyến khích bạn làm vậy. Tuy nhiên, bạn cũng tránh ăn quá nhiều đồ sống hay lạnh để không làm tổn hại đến dương khí trong cơ thể. Từ đó dễ dẫn đến khó chịu ở đường tiêu hóa, cảm lạnh,
và các bệnh khác. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh ăn nhiều thịt. Nhiều người khi nghe nói lạnh tay chân là do dương khí không đủ sẽ nghĩ cách bồi bổ sức khỏe. Và thịt cừu và thịt chó được coi là thực phẩm bổ sung tốt trong mùa đông. Trên thực tế, nguyên nhân nhiều người không đủ năng lượng dương thường là do lá lách và dạ dày yếu. Ngay cả khi bạn ăn thức ăn bổ dưỡng, đặc biệt là thức ăn khó tiêu, năng lượng dương sẽ không dễ dàng được bổ sung theo cách này. Vì mọi hấp thu không thể đưa đến tận cùng tứ chi, khiến tay chân yếu ớt và lạnh như băng. Vì vậy, trước tiên bạn nên điều chỉnh lá lách và dạ dày, tức là tỳ vị, rồi mới làm ấm và bồi bổ với cân bằng dinh dưỡng, chứ không phải ăn thật nhiều thịt. Nếu ai có tỳ vị yếu, hãy xem video Sống Cực Thọ Vì Biết Dưỡng Tỳ Vị đã được phát hành trên Bờ Tỉnh Thức nhé. Kiêng kỵ thứ hai, tránh ăn kiêng để giảm cân. Nhiều phụ nữ bị lạnh tay chân có liên quan đến việc giảm cân vào mùa đông. Ăn kiêng không chỉ tiêu tốn ít năng lượng mà về lâu dài có thể dẫn đến thiếu máu, mệt mỏi, suy nhược và lạnh tay chân. Kiêng kỵ thứ ba, tránh cảm giác không vui. Khi có vấn đề về tình cảm hoặc áp lực tâm lý quá mức, bạn có thể xuất hiện các triệu chứng thiếu khí, ứ đọng máu và tay chân lạnh. Đặc biệt ở phụ nữ trong thời kỳ sinh lý đặc biệt, hiện tượng lạnh tay chân thường xuyên hơn do cơ thể suy nhược. Những phụ nữ như vậy thường kèm theo các triệu chứng như cáu kỉnh, khó chịu, sưng tấy ở hai bên sườn, đau bụng kinh và thường có tiền sử tâm trạng không tốt. Vì vậy, trước hết chúng ta phải giữ tâm trí bình thản, suy nghĩ tích cực, tránh làm việc quá sức hoặc căng thẳng. Bạn có thể thúc đẩy quá trình lưu thông máu và cải thiện các triệu chứng lạnh tay chân vào mùa đông bằng cách tăng cường vận động tay chân. Kiêng kỵ thứ tư, không nên tập thể dục quá sớm. Thời tiết se lạnh, nhiệt độ vào buổi sáng và buổi tối thậm chí còn thấp hơn. Do đó, bạn không nên ra ngoài tập thể dục ngoài trời quá sớm vào thời điểm này. Bởi vì không khí lạnh gây khó chịu cho cơ thể, dễ gây co mạch và tăng huyết áp mà có hại cho sức khỏe. Tiếp xúc kéo dài với môi trường lạnh có thể dễ dàng khiến cơ thể bị cảm lạnh và gây ra nhiều bệnh cảm lạnh khác nhau. Vì vậy nếu phải ra ngoài, hãy khi ra ngoài, mặc quần áo bó sát giữ ấm nhất có thể, đội mũ, khăn quàng cổ và đeo găng tay để bảo vệ mọi bộ phận trên cơ thể. Thói quen tốt nhất là nên tập thể dục sau khi mặt trời ló dạng để tránh thời gian se lạnh vào buổi sáng và buổi tối. Điều cấm kỵ thứ năm, không được thức quá khuya. Bởi vì bắt đầu mùa đông, đêm sẽ dần dài hơn nên bạn không nên thức quá khuya vào mùa này. Vì sao? Vì thức khuya sẽ làm tổn hại đến dương khí của cơ thể, dẫn đến thể lực và khả năng miễn dịch suy giảm. Từ đó dễ dẫn đến cảm lạnh, ho và các bệnh khác. Vì vậy, bạn cần hình thành cho mình thói quen sinh hoạt tốt như ngâm chân nước ấm, đi ngủ sớm, dậy muộn hơn. Nhớ đảm bảo ngủ đủ giấc sẽ có lợi cho sức khỏe thể chất và khả năng miễn dịch cho cơ thể. Năm điều kiêng kỵ trên đây sẽ không làm cho tình trạng lạnh chân tay thêm nghiêm trọng. Vậy chúng ta nên thực hiện những biện pháp nào để giảm bớt triệu chứng lạnh tay chân? Xin thưa, có 7 giải pháp hiệu quả nhất cho bạn đây. Giải pháp thứ nhất, hãy ngâm chân nước ấm hàng ngày. Theo y học cổ truyền, bàn chân là nơi bắt đầu và kết thúc các kinh mạch. Bàn chân có hơn 60 huyệt đạo và dùng phản xạ thức ăn kết nối với các cơ quan nội tạng và cơ quan tương ứng của cơ thể bạn. Ngâm chân có thể thư giãn cơ bắp và cải thiện lưu thông máu. Ngâm chân trong nước ấm nóng cũng có thể làm dịu tay chân lạnh, tăng tốc độ lưu thông máu trong cơ thể, loại bỏ mệt mỏi và giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trong các dược liệu trên thì ngâm chân bằng giỏ cam
trị cảm lạnh tay chân vừa rẻ lại vừa hay nhất. Bạn hãy dùng vỏ cam đã phơi khô hoặc tươi để ngâm chân vào khoảng 9 giờ tối sẽ có hiệu quả tốt nhất. Vì sao nói 9 giờ tối? Vì đây là thời điểm thận khí huyết tương đối yếu. Nếu ngâm chân vào lúc này, nhiệt độ trong cơ thể sẽ tăng lên, mạch máu trong cơ thể giãn nở, có lợi cho lưu thông máu và giúp thúc đẩy lưu thông khí huyết. Đồng thời, thần kinh căng thẳng, thận mệt mỏi một ngày có thể hoàn toàn thư giãn và điều chỉnh hoàn toàn thông qua việc ngâm chân. Và việc này cũng mang đến cho bạn cảm giác thư giãn thoải mái. Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra rằng thêm tinh chất hesperidin chiết xuất từ vỏ cam vào nước uống có thể cải thiện đáng kể tình trạng lạnh tay chân ở phụ nữ. Vì vậy, vỏ cam nên được sử dụng để ngâm chân. Các dưỡng chất có trong vỏ cam khô cũng có thể thẩm thấu vào da thông qua các lỗ chân lông trên da được mở rộng. Chúng giúp kích thích các mao mạch và đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu, từ đó đạt được chức năng giữ ẩm cho da và giữ ấm cơ thể. Ngoài ra, ngâm chân trong nước gừng còn có tác dụng xua tan cảm lạnh, giảm cảm lạnh tay chân. Nhiệt độ nước để ngâm chân có thể khoảng 40 đến 45 độ, và thời gian ngâm khoảng 20 phút. Bạn có thể thêm vào nước ngâm chân một số dược liệu như ngải cứu, gừng, vỏ cam, bạch chỉ. Những thứ này có thể phát huy tác dụng nhất định trong việc làm ấm dương, dưỡng huyết, kích thích tuần hoàn máu và thông kinh mạch. Tốt nhất nên ngâm chân cho đến khi bạn hơi đổ mồ hôi. Tốt nhất nên ngâm chân trong chậu nước sâu để nước ngấm đến bắp chân. Tuy nhiên, không nên ngâm chân trong vòng nửa giờ ngay sau bữa tối, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho dạ dày và lâu dài gây ra tình trạng suy dinh dưỡng ở người cao tuổi. Giải pháp thứ hai, chú ý hơn vào việc vận động. Các hình thức tập thể dục cường độ trung bình đến thấp sẽ thích hợp vào mùa đông. Ví dụ như đi bộ nhanh, chạy bộ, khiêu vũ, thái cực quyền, yoga. Khi bạn tập đúng cách, có thể tăng cường các bộ phận của cơ thể, thúc đẩy lưu thông máu, tăng nhiệt cơ bản và giảm các triệu chứng của bệnh sợ lạnh và chân tay lạnh. Nếu tay bạn có xu hướng bị lạnh, bạn có thể tăng cường hoạt động ở chi trên. Nếu bàn chân có xu hướng bị lạnh, bạn có thể tăng cường hoạt động ở chi dưới. Chạy bộ chậm có thể đưa máu về tim và giúp khai thông các khu vực bị tắc nghẽn. Bạn cũng nên tránh các bài tập kết hợp đi bộ và chạy. Vì sao? Vì chuyển đổi giữa chạy và đi bộ sẽ khiến bạn dễ bị cảm lạnh hơn. Bên cạnh đó, bạn không nên vận động quá sức, vì tập luyện với cường độ cao dễ dẫn đến đổ mồ hôi nhiều. Từ đó sẽ khiến dương khí càng thất thoát đi và gây phản tác dụng. Trong dưỡng sinh, thu đông là mùa ẩn tàng, tích trữ dương khí để chuẩn bị cho năm mới mạnh khỏe. Nếu dương khí bị mất quá nhiều, mùa xuân hạ ắt sẽ mắc bệnh phong hàn. Cho nên tập thể dục 15 đến 30 phút mỗi ngày là hợp lý. Lúc rảnh rỗi, bạn cũng có thể thực hiện nắm mở bàn tay 100 lần mỗi ngày. Giữ tốc độ nắm mở tay trong vòng 2 giây để giúp máu lưu thông ở bàn tay và ngón tay. Tức là mở ra trong 1 giây và nắm lại trong 1 giây, và 100 lần sẽ mất 200 giây, tương ứng hơn 3 phút. Bạn có thể thực hiện bất cứ lúc nào cảm thấy tay chân lạnh. Ngoài ra, nếu bàn chân lạnh, bạn hãy nhớ đi tất và tập bài kiễng gót chân lên khoảng 40 đến 50 lần. Tốc độ 2 giây nâng lên xong và hạ xuống cũng 2 giây. Và dù là tập hay rèn luyện bất cứ bộ môn hay động tác nào, bạn hãy tập trung vào hơi thở của mình, đó là sự sống, là sự tận hưởng. Chỉ khi giữ được hơi thở sâu và chậm đều thì mọi sự luyện tập mới có tác dụng. Và chỉ có lúc ấy, bạn mới tìm thấy được sự bình an và cảm giác thoải mái.
Trên kênh đã có một video hướng dẫn hít thở dưỡng sinh, quý vị có thể tìm xem để tìm thấy bình an cho mình mọi lúc mọi nơi. Giải pháp thứ 3, chọn trang phục phù hợp. Khi mặc quần áo mùa đông, dày hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Thay vào đó, bạn cần chọn quần áo có chất liệu khác nhau theo lớp trong, lớp giữa và lớp ngoài. Ví dụ đồ lót chủ yếu nên làm từ chất liệu cốt tông mỏng, mềm, kiểu dáng nên ôm sát và mềm mại. Điều này giúp cơ thể không bị tích điện, gây ngứa ngáy khó chịu cho da khi vận động. Lớp giữa của quần áo chủ yếu làm từ len và cốt tông nguyên chất, nên rộng rãi vừa phải, không quá chật. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến chức năng điều chỉnh nhiệt độ và làm suy yếu khả năng chống lạnh của cơ thể. Áo khoác ngoài chủ yếu phải có tác dụng chống gió và giải phái dày để bảo vệ tốt hơn trước gió lạnh. Giải pháp thứ tư, tắm để cải thiện chứng lạnh tay chân. Nhất là vào mùa đông, máu lưu thông kém thường là nguyên nhân gây lạnh tay chân. Bạn có thể cải thiện bằng cách tắm hoặc ngâm chân. Nhiệt độ nước phải được kiểm soát sao cho ấm khi chạm vào ngón tay nhưng không quá nóng. Sau khoảng 15 đến 20 phút được cung cấp dương khí như vậy sẽ giúp máu lưu thông trong cơ thể bạn dễ dàng hơn. Giải pháp thứ 5, chữa tay chân lạnh bằng thực phẩm cân bằng. Để cải thiện chứng lạnh tay chân, bạn nên ăn thực phẩm có chứa gia vị thúc đẩy tuần hoàn máu, nhiều sắt và vitamin E. Gia vị có tác dụng giúp cơ thể ấm lên và chống cảm lạnh. Thiếu máu do thiếu sắt dễ gây lạnh tay chân, nên bổ sung thêm sắt có thể cải thiện tình trạng lạnh tay chân. Vitamin E có thể ngăn ngừa tiểu cầu đông lại và bám vào thành mạch máu, giảm xuất hiện các bệnh tim mạch như đột quỵ hay bệnh tim. Vậy chúng là những thực phẩm nào? Xin thưa, thực phẩm giàu chất sắt gồm có thịt bò, huyết lợn, thịt cừu, thịt vịt, tiết dịch, gan lợn. Gia vị gồm có gừng, tỏi, tỏi tây, rau mùi, quế, thì là, hoa hồi, ớt, hạt tiêu, hành lá. Rau bao gồm song biển, rêu đỏ, rau dền đỏ, tỏi tây đỏ, hoa ba ngày, rau bina hay cải bó xôi, bí ngô. Trái cây bạn có thể ăn anh đào, nhãn, chà là đỏ, dải thiều. Các loại hạt tốt như hạnh nhân, hạt thông, hạt dừng đen. Một lời nhắc nhở nhỏ cho bạn là để tránh ăn quá nhiều thịt có thể làm tăng cholesterol và tạo gánh nặng cho cơ thể. Mỗi bữa nên ăn cá nhiều hơn thịt, rau củ quả nhiều hơn cá, đồ mềm nhiều hơn đồ cứng và uống nước vừa đủ. Nhất là người có hệ tiêu hóa kém nên tránh xa đồ sống, thực phẩm đông lạnh. Khi nấu ăn có thể thêm một ít ớt, hạt tiêu, mù tạt, tỏi, hành và các nguyên liệu ấm nóng khác để giúp mạch máu ngoại vi giãn nở, giảm bớt triệu chứng lạnh tay chân. Nếu là phụ nữ khí huyết bị thiếu hụt thì nên bổ khí huyết bằng nhãn. Nhãn có tác dụng bổ rất tốt, có thể bổ khí huyết rất nhiều và thường dùng cho người khí huyết không đủ, thiếu máu, nhiễm cờ lo. Nó cũng rất hiệu quả trong việc điều trị các triệu chứng như suy nhược cơ thể sau khi bị bệnh, thiếu máu và nhiễm clo, khí huyết không đủ, suy nhược thần kinh, mất ngủ và chứng hay quên. Tuy nhiên, ăn quá nhiều nhãn cùng một lúc dễ dẫn đến nóng trong và táo bón. Dù là kinh nguyệt hay toàn bộ quá trình sinh sản, phụ nữ đều cần một lượng lớn khí huyết để nuôi dưỡng cơ thể. Vì khí huyết đầy đủ, đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe của phụ nữ. Cho nên, phụ nữ thường nên ăn nhiều thực phẩm bồi bổ tỳ vị, khí huyết như khoai mỡ, táo đỏ, dâu tằm. Kỷ tử và táo đỏ là hai loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng. Khi uống nước ngâm kỷ tử với táo đỏ sẽ đem lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe của bạn. Táo đỏ chứa 19 loại axit amin, trong đó có 8 loại axit amin thiết yếu
cho cơ thể con người mỗi ngày. Do đó, uống nước ngâm cả hai loại thực phẩm này có tác dụng cải thiện tình trạng như thường xuyên chóng mặt, hồi hộp, tim đập nhanh, mệt mỏi quá mức, thiếu máu. Quả ký tử trong nước này còn có tác dụng bổ dưỡng tốt cho sức khỏe của gan, sửa chữa các tế bào gan bị tổn thương, cải thiện chức năng sinh lý và bảo vệ gan. Đối với những người hay bị mất ngủ, hay mơ màng, khó vào giấc ngủ sâu do tức giận quá độ, có thể dùng thức uống này thay trà trong sinh hoạt hàng ngày. Nó có tác dụng ổn định cảm xúc, giúp ngủ ngon. Nước này cũng có tác dụng giúp dưỡng ẩm phổi và giảm ho. Vì vậy, vào mùa đông lạnh, nếu bạn bị ho, hãy uống một ít nước quả kỷ tử và táo đỏ, có thể giảm triệu chứng ho. Đồng thời, hai quả này cũng có tác dụng bổ phổi nhất định. Giải pháp thứ 6, xoa bóp bấm huyệt, cải thiện chứng lạnh tay chân. Y học cổ truyền cho rằng, bảy huyệt đạo gồm ung tuyền, dương trì, lão cung, thận du, đại chủy, túc tam lý và quan nguyên đều có tác dụng chữa chứng lạnh tay chân. Vì chúng giúp thông kinh, kích hoạt khí huyết, tiêu huyết khối. Thường xuyên xoa bóp các huyệt này mỗi ngày đều rất tốt. Huyệt dũng tuyền nằm ở lòng bàn chân, dùng lòng bàn tay xoa nhanh cho đến khi thấy ấm. Xoa huyệt dũng tuyền mỗi sáng và tối 100 lần, sau đó xoa mỗi ngón chân 100 lần. Lòng bàn chân tập hợp nhiều kinh mạch trong cơ thể và có quan hệ mật thiết với tất cả các cơ quan trong toàn cơ thể. Thường xuyên xoa bóp huyệt ung tuyền có tác dụng bổ thận, cường dương, tăng cường cơ bắp và xương khớp. Huyệt dương trì nằm ở nếp gấp cổ tay, phía sau bàn tay, phía trước ngón giữa và ngón đeo nhẫn. Dùng ngón cái của cả hai tay xoa bóp huyệt dương trì ở phía đối diện 100 lần vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Điều này có thể thúc đẩy tuần hoàn máu khắp cơ thể một cách hiệu quả. Huyệt lao cung. Huyệt lao cung nằm trong lòng bàn tay. Nó nằm ở trên đường dân nằm ngang trong lòng bàn tay. Khi nắm bàn tay lại, điểm đầu ngón tay giữa sẽ tiếp xúc với lòng bàn tay. Đây chính là vị trí huyệt lao cung. Bạn hãy nắm tay lại bằng một tay và xoa lòng bàn tay kia. Cho đến khi bạn cảm thấy lòng bàn tay hơi ấm thì đổi sang tay kia và thực hiện luân phiên. Huyệt thận du, vị trí huyệt thận du nằm cách cột sống mỗi bên 1 cm từ gai của đốt sống thắt lưng thứ hai. Bấm huyệt thận du sẽ đem lại tác dụng điều hòa, làm săn chắc vùng thắt lưng, đồng thời tăng cường chức năng và những tinh chất được lưu trữ trong thận. Bạn hãy ấn lòng bàn tay vào các huyệt đạo và chà xát với lực thích hợp. Sau khi xoa trong 5 phút, chạm vào mỗi bên khoảng 100 lần. Mỗi ngày xoa bóp có thể giúp khí huyết lưu thông và cải thiện tình trạng chân tay lạnh. Huyệt đại chủy, các xác định vị trí đó là khi ngồi cúi đầu xuống, chỗ lõm của xương nhô ra nhiều nhất phía dưới sau gáy, dưới đốt sống cổ thứ 7, chính là vị trí của huyệt đại chủy. Xoa bóp vào huyệt này có thể thông kinh, xua tan cảm lạnh và ngừa phong hàn. Bấm huyệt này có thể tăng cường dương khí, xua tan cảm lạnh và ẩm ướt, đồng thời nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Nhưng những người dễ nổi giận nên thận trọng khi sử dụng. Huyệt túc tam lý, nó có vị trí ở bắp chân. Khi bạn gập chân sẽ thấy một chỗ lõm ở mặt ngoài khớp gối. Đây là mắt ngoài đầu gối, đo chiều ngang 4 ngón tay, thẳng từ mắt ngoài đầu gối xuống, chính là huyệt túc tam lý. Bấm huyệt thường xuyên giúp cải thiện chức năng miễn dịch và tăng cường khả năng kháng bệnh cũng như lạnh chân tay. Túc tam lý là huyệt quan trọng nhất trong việc chăm sóc sức khỏe. Vì sao? Vì dân gian có câu bấm huyệt túc tam lý còn hơn ăn gà mái già mỗi ngày. Xông hơi vào thời điểm này có tác dụng làm ấm trung tâm và xua tan lạnh, tăng cường tỳ dương, bổ trung khí và bổ sung khí. Huyệt quan nguyên,
Huyệt nằm ở bụng dưới, thuộc vị trí chứa nguyên khí của toàn bộ cơ thể. Đây cũng chính là nơi giao nhau của mạch nhâm và mạch xung, tức là ranh giới của nguyên âm và nguyên dương. Để xác định chính xác vị trí của huyệt quan nguyên, bạn đo xuống dưới rốn 3 tấc, cách xương mu 2 thốn trở lên trên. Bấm huyệt quan nguyên đúng cách có thể điều trị tất cả các hội chứng suy dương, đặc biệt có tác dụng đối với chứng sợ lạnh. Giải pháp thứ 7 là dưỡng tâm trí thật bình ổn. Dân, những biểu lộ tình cảm của con người khi tiếp xúc với ngoại giới, giao lưu với nhau là lẽ đương nhiên và không gây bệnh. Nhưng khi những tình cảm đó quá mức sẽ mất cân bằng và gây nên bệnh tật. Vui mừng quá độ khiến máu ứ động trì trệ, xuất hiện các trạng thái tim đập mạnh, lo lắng, mau quên, mất ngủ. Giận dữ quá mức dẫn tới la hét, chửi mắng, đập phá, đánh nhau. Nóng giận khiến can khí ứ trệ, thậm chí bốc hỏa, làm xuất huyết não, hôn mê, thậm chí có thể tử vong. Lo lắng, nghĩ ngợi quá độ dẫn tới nhiều bệnh. Trong đó, rõ nhất là bệnh tiêu hóa và bệnh về mạch máu não. Buồn bã quá, nhẹ thì mặt mày ủ rũ, chẳng nói, chẳng cười, tinh thần tiêu tán, nặng thì phiền não, không yên, kém ăn, thao thức, rồi mất ngủ, thậm chí điên cuồng, suy bại sức khỏe. Đau khổ, bi thương quá, sẽ dẫn tới tim phổi uất kết, ý chí tiêu tán, tuyệt vọng. Đau khổ quá có thể hôn mê, đột quỵ. Qua thực tế cho thấy, những người đau khổ dễ bị ung thư hơn người bình thường. Sợ hãi khiến tim đập dồn dập, hệ thần kinh giao cảm hưng phấn, làm huyết áp tăng cao, dễ đột quỵ. Kinh hoàng, tinh thần bất ngờ, quá căng thẳng cũng dễ khiến người ta điên loạn. Như vậy, 7 loại tình cảm này quá mức đều có thể gây bệnh. Cho nên bạn cần tránh để tình cảm bị kích động quá và kéo dài nhiều ngày. Đời người có 3 chiếc chìa khóa cần thiết là đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận thì nên thay đổi. Thay đổi mà không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui, sự sống. Một người trưởng thành không phải vì sống lâu, nhìn thấy quá nhiều chuyện, mà bởi họ biết lúc nào cần buông xuống, hoặc lúc nào cần khoan dung để hạn chế sự đấu tranh giành giật. Ai trong lòng cũng từng gánh chịu ít nhiều nỗi đau khác nhau. Không phải vì đã qua nên không còn cảm giác, mà bởi họ biết có nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm bản thân yếu đuối hơn mà thôi. Có những vết thương không phải không quan tâm, mà ta hiểu chỉ có thể lặng im đối diện, tự nó sẽ bình phục. Trưởng thành là có thể giữ trọn nụ cười. Trong quá trình chuyển hóa, khổ đau sẽ trở thành hạnh phúc. Bất luận cuộc sống hiện tại có bao nhiêu điều tồi tệ, cũng cần dũng cảm đối mặt. Đừng nghĩ chuyện lẩn tránh, càng không nên nguyền rủa kêu than, vì tất cả là để bạn trưởng thành. Cần biết cách tận dụng lấy. Hãy tập sống tùy duyên và chấp nhận tất cả. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa. Giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản. Giữ tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình, mà cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít, làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, mà chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm. Hãy đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện và nuôi dưỡng lòng chân thành. Biết khoan dung với mọi người và nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Nếu có thể thấu hiểu điều này, thân tâm bạn sẽ luôn an lạc, dương khí sẽ được dung bồi. Từ đó bệnh tật hay lạnh lẽo trên người sẽ dần mất đi mỗi ngày.
Vậy thì bạn hãy sống vì niềm vui bình an trọn vẹn, chứ đừng sống vì cảm xúc hơn thua. Hãy sống vì tuổi thọ và sự thoải mái, đừng sống vì hưởng thụ hay thỏa mãn miệng lưỡi. Hãy sống một đời thật ung dung tự tại, thì tuổi thọ tự sẽ dài ra thôi. Bạn hiểu ý tôi không? Chúc quý vị có thể nhìn thấu được mọi thứ để có thể sống an nhiên tự tại và trường thọ cùng con cháu. Cảm ơn đã dành thời gian ủng hộ Bờ Tỉnh Thức mỗi ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.